Sáng ngày 18 tháng 3 năm 2018, lực lượng chức năng đã toát mồ hôi dưới nắng nóng để giải cứu một nam thanh niên bị ngã đá. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, một nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá leo lên lan can cầu vượt ngã tư Gò Dưa, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đòi nhảy cầu. Mặc dù được người dân can ngăn nhưng người này vẫn nhảy xuống quốc lộ 1A và may mắn không bị thương. Sau đó, người này tiếp tục leo lên nóc của một nhà dân rồi cố thủ trên đó. Lực lượng cứu hộ cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh đã đến phối hợp với công an địa phương lên phương án tiếp cận người này nhưng liên tục bị anh ta nhặt đá tấn công lại. Tới trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được và giải cứu nam thanh niên thành công. Đối tượng sau đó được áp giải về công an phường Tam Bình. Vụ việc diễn ra dưới thời tiết nóng bức nhưng thu hút rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.